Chào mọi người, quay lại kênh máy khoan cũ của mình. Hôm nay thì mình có một đống máy. Đấy, một đống máy mà cái ta bài mới về nha mọi người. Tất cả đấy đều là đồ bài hết nha. Máy này cũng máy bài này. 508 có ốp. Này, đây ghi Made in China nhưng mà sử dụng ở Nhật nha. Toàn chữ Nhật không này. Có này Made in Japan luôn này. Cục chữ Nhật không này. Nhiều máy. Mình sẽ test từng con một rồi báo giá cho mọi người nhá. Rồi, con đầu tiên đây. Con đầu tiên là một con 136. Một 136 là không chổi than nha mọi người. 4 cấp chỉ lược. Đây bằng tôm này. 3 cấp chỉ lược bằng vịt này. Con này con khá là đẹp. Rồi. Bạn tớ mình bán thử nha. Bắn tốt này. Rồi, nhanh gọn rồi đấy. Bắn gỗ này. Đâu không hay rớ nha mọi người. Bắn tốt thẳng lên này. Ok. Con này máy pin sạc adapter, mình bán với giá 2 triệu, pin đóng mới 4 ampere, bảo hành 1 tháng. Con số 1. 2 triệu nha mọi người. Pin đóng mới 4 ampere, bảo hành 1 tháng. Đây. Con số 1. Trong video này á, ai mua hàng cứ đơn hàng từ 1 triệu trở lên, mình sẽ tặng cho mọi người một bộ móc. Một bộ móc như đơn trưởng nha. Đây, một bộ móc. Móc này móc trang máy, ai muốn biết công dụng của nó thì xem ở phía sau video phụ kiện của mình á. Cứ một đơn hàng từ 1 triệu trở lên mình sẽ tặng một bộ móc. Rồi, con số 2 là một con 1414 nữa. Con này có khoan này. Bằng vít này, bằng vít trượt này. Khoan đi tới luôn này. Rồi, chế độ búa. Bố này bố phát tương nha mọi người. Rồi mình thử này. Khoan trước nha. Đầu này đầu kẹp 13 ly auto lock. Đó. Nhầm. Để đâu khoan. Ok. Chế độ bắt vịt này. Đó, có đâu áo tôi đó. Bắt vịt này. Đó, trượt này. À đâu. Chuyển qua chế độ bắt vịt cái đó. Đây, bắt vịt này. Nó trượt nha mọi người. Đó. Con chế độ khoan tương. Chế độ khoan tương thì ở đây thì mình có tương để thử. Để mình chỉ thử cái tiếng búa cho mọi người nghe thôi nha. Ok. Mọi người nghe tiếng búa chứ. Cái này thì mình cũng không hay nữa. Cái này thì mình có tương để thử. Đây. Mới chạy một xíu là nóng rồi này. Nóng cái này do motor nó mạnh nha mọi người. Chứ không phải do máy rồi đâu. Do cái motor nó khá là mạnh. Đây. Con này con số 2. Máy pin sạc adapter pin đồng mới 4A. Mình bán với giá là 1 triệu rưỡi. Số 2 nha. 1 triệu rưỡi nha. Rồi. Số 3 là một con bàn vịt mini 742. Có thể gặp được. Có đây này. Gặp này. Con này ngoài hình con khá là đẹp. Tém hầu như con nguyên rồi. Đó. Gặp được nha mọi người. Con này thì không có đeo tóc nhưng mà có búa. Đây.
Thấy không? Gỗ cứng như thế này mà nó vẫn có thể bán được. Còn vịt 3 phân vào. Vịt 3 phân nhá. Này, đâu cứng này. Này. Khóa co. Ok. Con này á thì máy pin sạc. Sạc là sạc rính nha mọi người. Con số 3. Mình bán 1.3 triệu, sạc rính nha mọi người. Con số 3, 1.3 triệu. Rồi. Một con 12V. Khoan 12V. Đầu này đầu 13 inch. Đầu 13. Kẹp auto lock. 16 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm. Ok. Điều tốc thẳng ok hết. Bạn thử con ốc nhé. I'm just sitting here. I got time. Khi bắn những con ốc nặng á, tốt nhất mọi người nên để số 1 là về chế độ chậm, bắn nó mạnh hơn. Ok. Đây. Con này con số 2. À con số 4. Nè, con số 4. Con này mình bán máy pin sạc adapter, mình bán với giá là, để xem nào. Con này mình bán 1 triệu thôi mọi người, 1 triệu thôi. Than rơi luôn nha mọi người. Than rơi luôn. 1 triệu. Đấy, cũng một con y như vậy nữa. Rồi, mình thử cho mọi người xem. Cũng ở đâu kẹp 13 ly auto đâu. Gỗ nó rất là cứng. Điều tốc. Điều tốc thẳng nó ok hết nha mọi người. Đây. Ốc này. Đây, chuyển xuống chế độ chậm. Báo vào luôn nha. Đây. Chế độ chậm này. Chế độ nhanh này. Đâu không rơi nha. Ok, này, than rơi. Những con này dài rất là nóng vì than rơi, mà motor thì nói sao ta? Motor thì công suất lớn. Con này con số 5. Máy pin sạc adapter mình cũng bán với giá 1 triệu, bảo hành 1 tháng, pin đồng mới 4 ampere. Tất cả trong video này cứ mua hàng tới 1 triệu mình sẽ tăng móc này nhá. 5. Rồi. Đây. Hôm nay con vịt có than có một mở. Đây. Tha hồ mua nhá. Đấy. Còn có bản vịt cầu thang 12V. Đèn đồ đang hoàn hết. Đó. Ok. Đâu thì chắc chắn nó hứng rỡ rồi.
những gói này bạn tốn rất là sướng, máy thì rất là mạnh này. Gỗ rất là cứng nha mọi người. Ok. Con này con số 6, máy pin sạc adapter, pin đầu 14A, pin cùng bài 16 1 triệu. Cùng là than rơi than ngoài rồi mọi người này. Này. Than rơi nha. Rồi. Mình phải tới những con 14V. Đây. 14V thì mọi người xem ngoài hình cho mình nhé. Một 30. Ok. Máy pin sạc adapter, pin đồng 14A, pin bán với giá 1.3 triệu. Con số 7. 1.3 triệu. Giá này thì khá là bèo. Pin đồng 14A bảo hành 1 tháng. Con được tặng bộ móc 100 ngàn này nữa nha. Con này là 131. Một 31 nhá. Đây, con này cũng pin đồng 14A, sạc adapter, bảo hành 1 tháng, pin cùng bài về giá 1.3 triệu. Con số 8 này. 1300. Đây. Rồi, một con nữa. Con này cũng là 131 nữa nha mọi người. Bị tróc cái tem đây rồi, nhưng nhìn cái đầu này để phân biệt này. Con này 131 này. Đó, bắn tốn tha hồ. Con này máy pin sạc adapter, pin đồng 14A, pin cùng bán với giá 1.3 triệu. Con số 9, 1.3 triệu. Rồi, đây một con 131 nữa. 131 nữa này. Thẳng liêu tóc ok hết nha mọi người. Đầu thì cũng rơi rác rồi. Quay gì đây? Cái mẹ đây, con này bị yếu rồi. Thôi con ấy bị yếu rồi, để mình sửa lại. Yếu. Con ấy chưa bán nữa. Đây. Một con 134. Japan. Đẹp mượt mơ luôn. Con này 14V nha mọi người.
đúng phải gió yếu mà gió thì ping hết sao á. Ping phải ping. I'm just sitting here. I got time. À đấy này, ping. Giờ hãy ping nha mọi người. Vì chắc con hồi này cũng do hệ ping rồi. Đây. Con này máy ping sạc adapter. Ping đồng mới 4A. Với bản về giá là 1.450.000. Con số 10. 1.450. Ok. Máy rất là đẹp nha mọi người. Cho phép mình thử lại con này xem có phải hệ ping nha. Chuẩn luôn, do hệ ping. Do hệ ping chứ không phải do yếu nha mọi người. Rồi. Ok, đầu không rớt nha. Bỏ chỉ yếu này nha. Không phải yếu, do hệ ping nha. Con số 11. 11, con này bị bán 1 triệu. Con này 131 đẹp. Rồi, bị bán 1.350.000. Đây, máy pin sạc adapter, pin đồng mới 4A, bảo hành 1 tháng. Tặng một móc nha. Alo. À, máy nó tí số 2 đúng không? Có quả chuyện nhánh châm đúng không? Dạ con đấy. Dạ được, tiền ship khoảng 50 tới 60 ngàn đấy. Dạ anh đặt cọc cho em cái thẻ Vinaphone 50 ngàn. Sau đó nhắn tin cho em tên địa chỉ số điện thoại để em gửi hàng cho anh. Anh nhận hàng thì anh thanh toán số tiền con rồi, còn đổi tiền ship cho tiếp theo. Dạ xong anh. Dạ em không bán. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Một con mai mini 7V2. Con tua 5.500. Con này mai như thế này ok rồi. Không phải suy nghĩ nữa nha mọi người. Con này con số mấy đó? 12 à? Con số 12. Cái này mình đóng mới 4A. Ở trong đây có sạc. À có máy bảo vệ, có sạc. Mình bảo 1 triệu nha mọi người. Đây, mình đóng mới 4A. Sạc. Rồi, một con máy vending. Đó, hôm nay về toàn thằng máy tay đẹp thôi. Đây, bản này đỉnh U nha mọi người. 4, 10, 22, 10 tới 22 này á, là độ dài của đinh. 4mm này á, là độ ngang. Đinh U, này mình bắn vào đây này, gỗ cực này. Đây. Ôi sao nó trúng thế gì đây. Như vậy.
chắc gỗ cái này cứng qua nó xuống hết nhá. Đây đây nó xuyên qua đây này. Mọi người nhìn này, đó đó xuyên qua này, đó thấy không, chắc gỗ này cứng qua nó bắn hết được đây. Mà mấy cái ấy thì chỉ làm ván công nghiệp đó thôi, đâu có thể làm gỗ cứng được. Cái này máy pin sạc yên tâm, pin đồng 1453 mình bán với giá 2.4 triệu, cái số 13 2.4 triệu nha, 2.4 triệu đỉnh u nha mọi người. Rồi à, tiếp có một con khoan. Này, con này khá là mới. Con này thì mình không thể ghi là made in Japan đâu, cũng thể ghi là made in China. Con này chắc sử dụng thị trường nội địa Nhật quá. À có made in China này. Đây, máy rất là mới nha mọi người, đâu kẹp từ 3 lý auto đâu. Đầu kẹp 13 dây auto đó, nên chậm 16 cấp trượt 1 cấp khoan. Con này rất là mới. Khoan thử nha. Rất là ngọt nha mọi người. Ok, mình ốc thử này. Để chế độ chậm. Đó, chế rất là ngọt. Đây, có lấy máy pin sạc là tơ. Pin mới động 1453, mới bán 1.650.000. À, con số 14 1.650.000. Ok, tặng một bộ móc nha mọi người. Đây hôm nay có hai con mai 150, máy Nhật hoàn toàn luôn. Con này mai có bóp. Còn nắp bảo vệ nữa này. Kìa. Đây. Con này con số 15. 15 nha mọi người. Bây giờ mình bản thân mà 2.5 triệu. Ai mua pin sạc thì pin sạc tới 750.000, pin sạc dính thì 1.2 triệu. Còn bóp, còn bóp nắp thả mở nhanh, rồi 1.5 triệu. Con số 15 2.5 triệu body, 2.5 triệu thân máy cho mọi người. Này, có bóp nha. Máy Nhật nhá. Tuy sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà máy Nhật. Còn con này thì hoàn toàn là máy sản xuất ở Nhật. Đây. Thử một tắc 25 luôn. Ok. Đây. Ngoại hình đẹp. Trục bảo vệ thả mở nhanh. Con này thì cũng phải có bóp, có trượt. À có, à đúng rồi, có trượt. Mà của con này á, hồi này là 508 này. Con có bóp á.
Còn con này á là 504. 504 nha mọi người. Này, con này cũng mai này. Không dễ gì để kiểm tra được một con máy Nhật như thế này đâu nha mọi người. Nha. Con này con số 16. Con số 16 này mình cũng bán với giá 2,5 triệu trên máy. Pin phải sạc tới 7,5 triệu nha. Pin phải sạc riêng 1,2 triệu. 16 2,5 triệu trên máy. Đấy nha mọi người. Rồi, ai mua video này cứ mua trên 1 triệu thì mình sẽ tặng móc. Rồi, rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì hệ 0915411822 mình nhớ là nè. Cảm ơn mọi người nhiều. Phụ kiện bên mình á sẽ gồm những thứ như thế này này. Đây. Đây là cơ xích. Cơ xích gắn cho máy mai. Cái này á gắn cho máy 110 hoặc kể cho máy 125. Nếu như gắn cho máy 125 thì mọi người mua thêm một cái nhông này nữa. Giá của nó là 40.000. Nhông 125. Còn nếu như vào nguyên một bộ như thế này á thì mình sẽ bán với giá 300.000. Đây, 300.000. Này, để xích nha mọi người. Này, để gắn vào máy mai sử dụng. Cái này cắt gỗ. Cắt cây. Đây. Bộ này là bộ lưỡi cắt rung 37 món. Rồi cái 37 món này á, có nghĩa là nó còn thêm cả gì nhảm đô chi tung tung tờ à, vào đây mới thay được 37 món nha mọi người. Này. Đây. Lưỡi cắt bản nguyệt này. Đây, cắt gỗ, sắt, gỗ, nhựa. Cái này để gắn mấy cái này. Đây. Đó. Cái này là mai. Cái này là chà nhám. Đây. Rồi. Rồi mai nữa này. Rồi sồi. Sồi này. Mấy nay rồi nay hình như để cắt ông đông hay sao á. Rồi nhỏ, cắt đa năng. Đây, bộ này là dùng cho máy cắt rung. Máy cắt rung á thì theo mình nghĩ chỉ có dùng những cái này mới hợp lý thôi, chứ còn nếu như ra hàng Makita mua thì gửi một cái máy cắt rung nó cũng một cái gửi cắt rung nó cũng tầm 300-400 ngàn trở lên nè. Đây một bộ này á đầy đủ như thế này mình sẽ bán với giá 600 ngàn nha mọi người. 600 ngàn. Đây gửi cơ kiếm này. Gửi cơ kiếm á thì đợt này mình về hiệu khác DZT cũng 10 lưỡi, 4 lưỡi cắt gỗ ngắn. Rồi người này cắt gì đây? Người này cũng cắt gỗ luôn á. Hai lưỡi cắt gỗ ngắn. Đây hai lưỡi cắt sắt này. Hai lưỡi cắt sắt ngắn. Hai lưỡi cắt gỗ dài. Đây. Bộ này mình bán 200 nha mọi người. Đầu chuyển. Đầu chuyển tôi bằng vị quá khoan. Đã bao gồm đầu chuyển với cái này này thì mình bán 100.000. Chuyển từ bộ giống sang bằng vị mình bán 600. Cái này cái đầu điều hướng. Đây những góc kẹt á dùng cho bù lông này. Chuyển cái đầu này 1/2 nha mọi người. Đó. Đầu này mới bán 60. Đầu này 60. Đầu chuyển từ vịt qua bù lông mới bán 40. Bộ này này, bộ này là 15 mũi khoan gỗ. 5 mũi 3, 5 mũi 4, 5 mũi 5 dùng cho máy bàn vít. Bộ này mới bán 100.000. Còn bộ này á thì hình như là 12 mũi thứ 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mũi. 13 mũi. Các số thứ tư này. 1.5. 1.5 cho tới 6.5. Bộ này thì mình bán 120.000. Đây, mũi khoan gỗ luôn nha. Rồi. Mũi khoan tháp 4-20. Mũi này mình bán 60.000. Rồi tới mấy cái này này, móc. Móc theo đầu nghe như thế này nè mọi người. Này, thao tác cao, thao tác phi cao. Thao tác phi cao ha.
đây, chỉ một tay để vào thế này, giật rút ra. Đây, thao tác trên cao. Rất là tiện dụng. Đây, có chiều tải được tới 10 kg lận. Này. 10 kg lận nha mọi người. Chỉ cần như thế này là rút ra được này. Rất là dễ. Nhưng mà để vào thì nó rất là chắc. Đó. Cái này á thì mình sẽ bán theo set. Set 1 này á mình bán với giá 99.000 này. Đây. Set 2 này là hai cái đầu chụp với một cái này. Ví dụ gì á, người ta cái này á, người ta đem về treo đầu vít hoặc treo đủ thứ à. Cái tí này này, một cái tí để treo máy, một tí một cái chụp để treo đầu móc à, đầu vít. Bộ này mới bán 179.000. Bộ này ba cái chụp mới bán 229.000. Đây. Ở đây mình có ra tới 5 màu lên mọi người. Không những vậy á, mình còn để dùng để treo chìa khóa nữa. Nhiều thứ lắm mọi người. Đây, như của mình này, mình dùng để treo chìa khóa này, móc chìa khóa này. Rất là tiện. Thế này, rút ra. Một tay thôi. Thế này ha, rút ra. Một tay, treo chìa khóa. Đó. Bảy chín. Bảy hai. Một cái chụp này á, đây. Chụp rơi này á, thì mình bán 72.000. Đây. Móc, có cái móc lớn này nè này. Mới bán 35.000. Đó, thấy không? Rồi, còn những cái tí. Tí mà tí rơi như thế này này. Một cái tí rơi như thế này mình sẽ bán với giá 25.000 nha mọi người. Đây. Tí rơi là 25.000. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình.